Tôi là Hồ Văn Ý. Ban đầu tôi chọn quả bóng chuyền, nhưng sau đó tôi chọn quả bóng futsal. Tuy bóng đá là số 1, nhưng tôi vẫn chưa biết nhiều về nó. Và ngày hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết tại sao futsal lại là số 1. Thưa quý vị, những trái bóng khác nhau mang tới cho chúng ta những cảm xúc riêng biệt. Và việc lựa chọn trái bóng nào thì rất quan trọng với một vận động viên đỉnh cao, bởi vì nó có thể quyết định sự nghiệp sau này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đón chào một thành viên, một người rất nổi tiếng. Và theo như cậu ấy thì bóng đá, không phải thưa quý vị, futsal mới là số 1. Xin được chào đón thành viên của đội tuyển futsal Việt Nam, thủ môn Hồ Văn Ý. Xin chào mừng Ý đã đến với chương trình Bóng đá là số 1. Văn Ý thân mến, khi mà biết được Ý sẽ làm khách mời của chương trình thì trong đầu của anh nảy ra rất nhiều những câu hỏi vì sao. Đầu tiên, vì sao futsal với Ý là số 1? Khi mà em được tập luyện tại futsal thì em cảm thấy được thoải mái, trải hết cái lòng đam mê của mình và được chụp bóng, được cản phá những trái bóng futsal. Em cảm thấy mình vui khi chơi futsal. Cái cảm xúc là điều rất quan trọng đúng không? Dạ. Xưa thì Ý đã tập bóng chuyền rồi và anh được biết là Ý tập bóng chuyền còn trước khi tập futsal cơ. Thế tại sao lại chọn futsal mà không phải là chọn bóng chuyền? Mà em đi học ở đại học ở Đà Nẵng thì em chọn ngành bóng chuyền để em học. Từ khi em vào thành phố Hồ Chí Minh thì em có được các thầy chỉ và từ đó em cảm thấy em đam mê cái bộ môn futsal này. Vẫn một câu hỏi tại sao nhé. Như cái phần giới thiệu vừa rồi thì Ý lại không quan tâm lắm tới bóng đá, thì anh cũng hơi ngạc nhiên bởi vì là bóng đá và futsal gần như là hai anh em vậy, nó rất là giống nhau và rất là gần nhau. Thế vì sao? Lại một câu hỏi vì sao. Em cũng không biết tại sao, nhưng mà em chỉ nhớ những cái tên những người nổi tiếng thôi, như Ronaldo hay Messi thì em có biết. Còn về đam mê để thức khuya để xem các trận bóng thì thức khuya thì khó, bởi vì hôm sau còn phải tập, làm sao mà thức khuya đúng không? Làm sao đảm bảo sức khỏe để hôm sau lại tập với cái cường độ rất là lớn đúng không? Cả câu lạc bộ rồi đội tuyển, cái lịch thi đấu nó liên tục như vậy. Một câu hỏi vì sao cuối cùng nhá. Vì sao lại là thủ môn mà không phải là các vị trí khác? Mà anh biết là các vị trí khác ấy, đặc biệt là pivot, thì ví dụ như là mình bỏ lỡ 10 cơ hội mà mình chỉ cần ghi 1-2 bàn thôi, khi lại thành người hùng. Nhưng mà thủ môn thì ngược lại, mình có thể cản phá xuất sắc 10 cơ hội nhưng mà có khi chỉ một lần sai lầm thôi, có khi lại trở thành tội đồ. Tức là cái áp lực của thủ môn nó rất là lớn. Thủ môn thì rất là, em nghĩ đó rất là cực trong cái quá trình tập luyện của việc thủ môn, rất là nặng. Đi tập nhiều hơn các cầu thủ rất là nhiều. Về những ăn bóng vào mặt, ngực, tay, chân, bầm, sưng gì thì... Đau lắm nhỉ? Dạ, rất là đau. Nhưng mà kiểu công việc của mình thì... Nó là mỗi lần tập luyện như vậy thì em thấy đam mê, rất là vui. Nghe anh nghe em chia sẻ là anh đã thấy vất vả rồi. Nhưng mà để có thể cảm nhận được thêm một chút cái sự vất vả của em thì bây giờ anh rất muốn là đưa ra một thử thách cho chính anh trong trường quay này. Tức là em có thể dạy anh một vài cái động tác cơ bản ở môn futsal không? Tức là động tác của thủ môn ấy. Yeah. Sau đó là em có thể dứt điểm vài quả để anh thử cái cảm nhận vất vả một chút thôi khi mà trở thành một thủ môn được không? Yeah. Đồng ý không? Ok nhá. Bây giờ hôm nay anh sẽ đóng vai là học sinh, còn Ý là thầy giáo nhé. Bài tập nào là cơ bản nhất nhỉ? Về đối với thủ môn futsal thì không có bay lượn như sân 11. Chủ yếu là phản xạ và khép góc nhiều hướng khác nhau. Lao lên 6 mét để chặn những cú sút của đối phương. Tức là phải khép góc làm hẹp góc sút đây đúng không? Đúng rồi, phải di chuyển, phải khuỵu người. Đây. Dạ. Như này. Những bài tập thì rất là khó. Cái động tác này có phải mỏi nhỉ? Dạ, phải tập nhiều không? Rất là mỏi. Thế bây giờ anh em mình làm thử nhá. Dạ. Khuẩy. Dạ. Thế có được không? Chân của anh hình như là chân... bị chạm rồi đúng không? Dạ. Chân đã nghĩa là không chạm đúng không? Dạ. Chỉ được như này thôi đúng không? Những động tác này có khi khuẩy, nhưng mà họ lúc đối phương đá bóng thì có thể vô ngực vô mặt. Anh cảm giác là tập như này nhiều là có khi chuột rút ấy. Dạ. Bởi vì cảm giác cái cơ nó căng lắm, đúng không? Nhưng trước khi tập phải khởi động được căng cơ rất là nhiều. Lúc vào gôn thì sẽ có nhiều hướng khác nhau. Mình sẽ chụp góc này, rất là khó. Như chim ấy nhở? Mệt không? Phải. Em còn mệt nữa là anh. Thôi có lẽ là mình ngồi trò chuyện tiếp đi. Anh cũng, mặc dù là mới chỉ tập một vài động tác cơ bản thôi, nhưng mà anh cũng cảm thấy là thấm mệt rồi đấy. Thực sự là rất mỏi. Bây giờ trong lúc là thở nhá, thì anh muốn trở lại vị trí của mình là một biên tập viên, một bình luận viên và trả lại em vị trí của một thủ môn thực thụ ở trên sân. Chúng ta sẽ theo dõi một đoạn clip sau đây nhá. Trên sân của đội tuyển futsal Việt Nam.
Pha cứu thua của Hồ Văn Ý rất nguy hiểm. Đó là hai pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Hồ Văn Ý bên phía đội tuyển Việt Nam. Zaruva hoan hô Hồ Văn Ý. Một tình huống bắt bóng rất hay của thủ môn đội tuyển Futsal Việt Nam. Phía đội tuyển Việt Nam hoan hô Hồ Văn Ý vẫn rất chắc chắn trước khung thành của đội tuyển Futsal Việt Nam. Tiến chủ rất nguy hiểm. Đội tuyển Futsal Việt Nam tránh được bàn thua ở trong tình huống này tuyệt vời. Đó là tình huống thoát đi quen thuộc của Tayebi và đưa Agabua và Tayebi rất tay thắng, phải nói là như vậy. Quán tính nhưng số 4 rõ ràng đã để cho bóng. Thực sự là vừa rồi thì anh mới được trở lại công việc quen thuộc của mình là một bình luận viên trong trận Futsal và hô tên em liên tục. Nhưng mà cái cảm giác hô tên Hồ Văn Ý cũng hồi hộp lắm, mới biết vì sao, bởi vì là khi mà bình luận World Cup hay là bình luận vào những cái Futsal châu Á ấy, thì hô tên em nhiều thì cũng thích, cũng sướng bởi vì là em cản phá được nhiều quả, nhưng mà cũng căng thẳng bởi vì là đó cũng là những thời điểm mà đội mình bị ép liên tục. Thế trong cái khoảng thời gian đấy thì một thủ môn cảm giác như nào khi mà đội phương rất là mạnh và tạo ra một cái sức ép khủng khiếp như thế? Được đối đầu với những đối thủ mạnh như Iran, Nhật Bản thì luôn tập trung vào thi đấu thôi. Thì so về trình độ thì mình khác xa họ rất là nhiều. Nhưng về tinh thần của mình cũng như là đội tuyển thì rất là đầy nhiệt huyết. Như trận vừa rồi gặp Iran như đối thủ quá mạnh, hiệp 1 thì mình thua 4-0, thì vào phòng thay đồ thì ban huấn luyện sẽ có những cái hộp sẽ phân tích và nói chung là phải tạo cho anh em tâm lý thoải mái nhất để bước vào hiệp 2 đá. The same team that made the training in the match. Ok, bộ qua đối thủ chúng ta là ai, kết quả như thế nào từ trận đấu này, tôi chỉ muốn thấy những gì chúng ta tập và làm demo trong trận đấu ngày hôm nay. Ok, with personality, without problem, without negative mentally, no. Ok, as training. Mọi người đòi hỏi sự cá tính của các bạn nha, bỏ qua cái việc suy nghĩ tới đau nhất hay không, hay là tâm lý thi đấu như thế nào, để mọi người thể hiện hết khả năng của mình. Ok, go. But not tomorrow, but not in the social media, no. Now, 5 minutes, now, in this pitch. Không phải để chờ tới không, cái điều đó chúng ta sẽ thể hiện cho mọi người thấy rằng không hơn chúng ta đâu, không nói là ngày mai, một trận tới Nhật Bản mới để thể hiện. Ngay bây giờ, 5 phút nữa, không cho ai thấy rằng là hơn chúng ta hết. Okay. Đây là liệu pháp tinh thần của ban luyện. Thế còn với cá nhân em thì anh quan sát là các thủ môn là Hồ Văn Ý là một phong cách tương đối là khác so với các thủ môn của các đội tuyển khác. Tức là anh thấy là gôn la hét rất là nhiều. Họ hét đồng đội rồi chỉ huy hàng phòng ngự rồi làm sao để kết nối giữa mọi người, làm sao cho hàng phòng ngự chắc chắn. Nhưng mà em thì lại thấy là rất là ít khi thể hiện cái điều đó trên sân. Trong sân thì em cũng có la nhưng mà kiểu nó không mạnh như những đồng đội thủ môn của các bạn khác. Đó là có một nhược điểm của em. Huấn luyện viên Diego cũng có hộp nói với em, nói em phải có cá tính hơn và phải là một người đứng đầu để chỉ những anh em. Chốt chặn cuối cùng mà bao giờ rất quan trọng đâu, không chỉ là chuyên môn mà còn mặt tinh thần nữa. Anh biết là em đã đạt được rất là nhiều vinh quang rồi, quả bóng vàng Futsal 2021 này, rồi top 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới này, rồi tham dự World Cup cùng với đội tuyển Futsal Việt Nam. Vậy thì em còn mơ ước điều gì ở trong tương lai? Ước mơ của em thì em ước mơ được một lần đi ra nước ngoài thi đấu, hay là đấu cho một câu lạc bộ nào ở châu Á cũng được. Đó là ước mơ của Hồ Văn Ý, thưa quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta đã trò chuyện rất nhiều, biết rất nhiều những điều về chàng trai điển trai và rất hot của đội tuyển Futsal Việt Nam. Nhưng chúng ta vẫn chưa dừng lại đây, thưa quý vị. Trong số tiếp theo về Hồ Văn Ý, chúng ta sẽ còn biết thêm rất nhiều tâm sự cũng như là cá tính, tính cách và những điều mà có lẽ quý vị sẽ phải bất ngờ về chàng trai này. Chương trình bóng đá và số 1 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây và hẹn gặp lại với quý vị trong số tiếp theo, vẫn với những tâm sự của thủ môn đội tuyển Futsal Việt Nam Hồ Văn Ý. Ý hơi điệu này, rồi hơi nhút nhát, hơi rụt rè này, rồi thậm chí là có bạn lại còn gọi Ý là chị Bảy này. Có bị trêu nhiều không? Được, có chia sẻ rất là nhiều trên Facebook. Hot vậy quá à. Hot luôn. Rất là ngại. Em có bạn gái chưa? Em có bạn gái chưa? Câu này